Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và đây là kênh YouTube thứ ba của mình. Hey, mong các bạn hãy ủng hộ nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau. Wow, ra một cái em rồng mới nữa rồi. Con này đẳng cấp là VR. Sau khi like cái ông đệ và cái con cá cướp biển dùng cà ri dê của chúng ta lại thì nó ra rất là nhiều con rồng đẹp. Hey, và hôm nay HNT sẽ tiếp tục vào cái khu vực gọi là solo với những anh em kênh. Hey, chúng ta sẽ đi gẹo những cái thành viên mà đã kết bạn với mình nha. Hey, chiến đấu với mọi người cho vui chứ để nhiều bạn comment nói là anh ơi em kết bạn với anh mà sao anh không đấu với em. Ôi trời ơi. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ đấu với một cái bạn là gì? Du Tiên. Cái bạn này đặt tên không bôi dấu nên khó đọc quá các bạn ơi. Đây, và chúng ta sẽ mang cái con Heric mới. Nè, cái gì chứ, hàng mới là lúc nào cũng phải được ưu tiên. Ok. Wow, mới vô rồi. Ôi, bạn này có 3 con hát luôn. Ưu tiên bạn này khá là mạnh. 3 con Heric các bạn à. Wow, và bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu như thế nào đây? Mình sẽ dắt ông đèo bụng bự ra. Dạ bùa. Trời ơi, Umbala Kana xí mồi. Xin chú cô bé đừng thấy anh. Trời ơi, con này nó mạnh quá các bạn ơi. Cướp biển dùng carrier đang tung cái đao của mình. Anh ấy đang cố gắng hộ báo nhưng mà trời ơi, cái con gái này, cô gái này đam được với 3 con luôn. Thế tin được. Và đây lá bùi tiếp theo được Umbala Kana xí mồi. Wow, giờ thì ông đệ tên bạn đã lao ra với sức sát thương khá là khủng luôn. Anh ấy đang cố gắng khống chế mình. Và các bạn ơi, nhớ subscribe kênh HNT Mobile nha. Đừng quên đăng ký và mở thông báo hình cái chuông để HNT ra video thì các bạn mới nhận được thông báo và chơi mình cho vui. HNT sẽ làm nhiều tựa game ở cái kênh này, mong các bạn hãy ủng hộ nha. Còn bây giờ thì thánh quả KK lượng sát thương cực khủng, 43.000 các bạn ơi. Ôi trời ơi, như các bạn đang trông thấy đó thì đây, chúng ta sẽ cho cái ông đệ bụng bự ra trước. Bát xê nhẹ với tuyệt chiêu dòng số 8 huyền thoại. Wow, phải nói rằng là cái dòng này rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì mình sẽ nhờ đến cướp biển dùng cà ri dê. Ôi trời ơi, nó mạnh dữ vậy hả? Mình tưởng đâu nó yếu xìu, ai ngờ đâu cũng mạnh quá cơ. 23.000 điểm kinh nghiệm rồi chúng ta mới thu được luôn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi kiếm một cái thành viên nào đó. Ôi trời ơi, Yuclaw Last Comeback. Ok, bạn Hậu Thành này vừa xúc ăn mình. Không thể gọi là không thể thua như vậy được. Chúng ta sẽ đáp trả lại tem bạn bằng một cái đòn hấp dẫn nha. Và lần này mình mang Subi Boy đi. Mình sẽ mang 3 con Heric. Đây. Cái gì chứ, Heric là một cái hàng mà được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng tỉ mỉ. Một trong những con mà rất là những cái chi tiết vô cùng đẹp cho nên mình sẽ ưu tiên. Wow, mới vào thì các bạn đã trông thấy được sức mạnh rồi đó. Ruby Boy tung chiêu ngự sát thương gây ra là 28k. Một chiếc iPhone 8X được tung lên. Trời ơi, mình nghĩ là iPhone bây giờ là nó lên tới X8 đi chứ 8X là xưa rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ mang tới chiến binh gọi là cướp biển dùng cà ri dê. Wow, nó quất 17k luôn. Mình tưởng nó không mạnh nhưng mà hình như là khi mà nó được đam thì cũng ngon lắm cơ. Bây giờ thì nhẹ nhàng với cô nàng này nha. Ôi trời ơi, mình nghĩ là mình nhẹ nhưng mà nó không khống chế hay là kiềm chế được cái sức mạnh của nó. Wow, và đây là cô bé hoa cỏ mùa xuân của chúng ta. Khi mà ra chiêu thì nguyên một cái thảm cỏ được trải dài luôn. Biết đâu bất ngờ đam lên bàn thờ luôn em. Hai chục, ôi trời ơi, không thể tin được cái lượng đam của cướp biển dùng cà ri dê. Mình nghĩ nó đam không tới không à. Lúc nãy nó đam có 17 và nó đam lên 20 luôn. Tính ra là ngon quá cơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi gẹo chọc nha. Yuclaw
David Grigu. Ở nói chung là Hentai đọc tiếng Anh không có giỏi, cho nên các bạn đừng có học theo cái này là chưa có học nha. Còn cái nào mà Hentai nhờ chị Google đọc giùm thì các bạn có thể tin tưởng chút xíu. Rồi ok. Rồi còn Hentai mà đọc coi như là xác định luôn á. Chữ nào chưa học nói chưa học. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với Wow. Thì ra những cái bạn mà win được HNT đều có Heroic hỗ trợ. À chứ bình thường làm gì ăn nổi mình. Trời ơi chú tuổi con vậy. Thôi em không có đam anh ơi. Em không có đam là em không có dám ra mà gọi là múa rìu qua mất thợ với anh đâu. Anh khều em cái là em lên dễ luôn á. Rồi, tới luôn. Với khả năng đến từ Ruby thì chúng ta sẵn sàng hốt cái con cá mập bự này. Nó có cái hai cái vây giống con cá mập ấy các bạn. Wow. Ngọn lửa thần hả? Maliko Dragon. 17.400. Lượng máu còn lại khá cao. Nhưng mà không sao. Cứ biến, tung treo. Ôi trời ơi, 21 luôn. Con này hình như nó càng quýnh càng mạnh vậy các bạn ơi. Nó giống như Son Goku vậy. Son Goku mà quýnh với Son Goku á là càng quýnh Son Goku càng mạnh. Còn con này nó cũng vậy luôn hay sao ấy. Đúng là những con Heroic về sau này nó càng bá đạo hơn những con trước. Zombie Boy xem nè. Ôi trời ơi. Chú ghê quá cơ. Nhưng mà mình cũng không phải dạng vừa đâu. 19k. À, lúc nãy lên 21 sao tuột xuống 19 rồi anh hai. Anh gọi là anh đam bất ngờ làm em khó xử quá. Tính toán không nổi với mấy con này luôn á. Gọi là người tính không bằng máy tính. Cái máy nó tính ghê quá, mình tính không lợi nó luôn á các bạn. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ đi solo với một cái thành viên tên là Lưu, à Phước Vinh, à bạn này là tên là Phước nha các bạn. Một thành viên rất là quen thuộc và hay xem livestream của HNT, bạn này tên Phước. Rồi, bây giờ thì Phước à, thường thường Phước rất là hay xem video của HNT cho nên HNT sẽ đấu với Phước chơi vui. Nhưng mà đấu với Phước trận này là sẽ mang những cái con mạnh nha. Chứ mang mấy con yếu yếu Phước sốt HNT sao? Ồ, mới vô hết hồn, hết hồn. Ồ, khi anh được đam, tên tèn 60.000. Thấy ghê không, ghê không? Đây chúng mình thấy mình cũng thấy ghê lắm luôn á. Và đây là sát thương tiếp theo. Thôi ôi con Ganguru tên bạn còn dưới nửa kem áo. Con Ganguru nó cũng được ra với mình luôn. Chứ nó không phải dạng vừa đâu. Giả tứ bề đến từ cúp biển dùng Carrie. Những màu giáo nhọn quắc lao ra từ cái bé. Ôi con này nhìn cơ bắp quá. Quá là cơ bắp luôn. Nhìn anh ấy cơ bắp cuồn cuộn mà thấy sợ luôn á. Em sợ anh tắt thở đó anh ơi. Ồ anh còn tới 10.000 máu luôn hả? Chiêu nào đam? Ồ 4 chiêu. Sao dạo này mấy con Heroic nó toàn là mấy cái chiêu mà gọi là ngang cơ nhau không? Khó xử ghê. Xác định. Rồi thôi rồi. Xác định là mình hiểu rồi đó. Mình bị nó xác cái mà. Xác cái định rồi. Yeah. Nhẹ nhàng thôi, không có gì phải gọi là hậu báo cả. Ok và các bạn ơi nhớ subscribe kênh HNT Channel nha. À nhớ ủng hộ HNT với. Ok. Ở HNT hiện tại thì có 3 kênh YouTube thôi, mong các bạn ủng hộ HNT nha. HNT Gaming, HNT Mobile và HNT Channel. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đi biểu diễn nha. Lần này thì đấu với bạn nào đây, mấy bạn này có bạn nào sói ca xíu không? Hay HNT sẽ đi kiếm thêm chút xíu nha. Ôi cái gì? Cái gì? Thái Minh Hậu. Ok, nãy giờ là win toàn tập rồi, bây giờ mình kiếm một cái bạn nào đó ngầu ngầu xíu quýnh cho người ta sợ rồi. Action. Wow. Ba ngôi sao lấp lánh luôn. Và chỉ có mình anh được đam. Tới luôn anh ơi, 20.000 một hit. Một hit 20.000. Cái nữa luôn nè.
Trời ơi, biết đâu mình nâng con này lên là mình có thể win được các bạn này á. Mà nếu như mà không nâng á thì có thể là sẽ không có win được luôn á. Ở bạn này level 35 ba con luôn à. Hình quá, không được đam với mình. Trời ơi, con này nó cũng không có đam nữa. Sống sót sao đây? 24.000. Hai tay đang ngồi là rung đùi đây. Em đang rung đây anh ơi. Ăn nổi không, nổi không? Và đây robot quỷ diệt với sức sát thương vô cùng khủng khiếp. Super Girl đang lao ra các bạn à. Hên quá, con này không được đam. Ôi ôi, hên quá cơ. Chứ nó đam là chúng ta mệt liền á. Ngang cơ với nhau level 35. Nhưng mà HNT thì 2 sao dạng mít thi cho nên lượng máu mình cao hơn các bạn. Và thậm chí là sát thương cũng hơn nữa nè. Victory. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Video đến đây cũng đã quá dài rồi. Đây, và nhớ like và subscribe ủng hộ HNT với nhau mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.